Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đem đến một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Parmigiani. Chiếc đồng hồ có tên gọi là Torre Chronograph Date với hai chức năng chính là chức năng Chronograph và Date. Tuy nhiên, trước hết chúng ta hãy thử tìm hiểu một chút về thương hiệu Parmigiani. Parmigiani là một thương hiệu đồng hồ trẻ tuổi được thành lập từ năm 1996 và được chèo lái bởi nghệ nhân tài năng là Michele Parmigiani. Ông là một người có rất nhiều kinh nghiệm về việc gây dựng lại những chiếc mẫu đồng hồ phức tạp. Trẻ nhưng Parmigiani là một thương hiệu đồng hồ được đánh giá là thành công. Minh chứng là Parmigiani sở hữu khá nhiều công ty con. Có thể kể đến như là Atocanpa, Elvin, Les Artisan và nhiều thương hiệu khác nữa. Đồng thời, Parmigiani cũng có rất nhiều đóng góp cho giới chế tác đồng hồ với các thành tựu về cả các cỗ máy thời gian cũng như là nguyên liệu chế tác, đặc biệt là chất liệu Palladium 950, một chất liệu rất quý hiếm, tương đương với bạch kim và còn quý hơn cả vàng. Palladium 950 được đánh giá có độ tinh kết cao hơn vàng 18K, được sử dụng trong chiếc Parmigiani Cantaret dáng vòng Tonio của hãng. Và sẽ không để mất nhiều thời gian của các bạn nữa, tôi sẽ bắt đầu review chiếc đồng hồ trên tay Gia Bảo Luxury ngày hôm nay, Parmigiani Fluoro Torre Chronograph Date. Chiếc Parmigiani này sở hữu bộ vỏ khung dáng tròn cổ điển trong chất liệu vàng trắng. Về mặt hoàn thiện thì nhà sản xuất sử dụng duy nhất là kỹ thuật đánh bóng mà thôi. Kích thước là 40mm nhưng thực tế nó sẽ nhìn nhỏ hơn khá nhiều bởi kết cấu của vành bezel 2 tầng cùng mặt số đen ở bên trong. Tại góc 3 giờ là núm chỉnh giờ bằng vàng trắng có gắn đá carbotron ở bên trên, trông sẽ bắt mắt hơn nhiều. Phía sau, nhà sản xuất trang bị nắp kính trong suốt để có thể nhìn bộ máy bên trong. Phía ngoài, nắp lưng được thiết kế đồng nhất với vành bezel ở phía trước, với hai tầng vành bezel kiểu dáng giống hình đồng xu, một thiết kế cổ điển của những chiếc đồng hồ thời điểm trước đây. Cố định chiếc đồng hồ trên tay sẽ là dây đeo da cá sấu màu đen cùng với khóa cài. Nhìn chung, dây đeo trông chất liệu da và có màu đen sẽ phối hợp hết sức hoàn hảo với chiếc đồng hồ mặt số đen cùng bộ vỏ khung vàng trắng này. Về phần mặt số thì sao? Dễ nhận thấy nhất trên mặt số đen tuyền sẽ là 3 mặt số phụ lần lượt tại các vị trí 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ. Với vị trí 3 giờ và 6 giờ là mặt số đếm giờ và phút phục vụ cho tính năng chronograph, còn 9 giờ sẽ là mặt số phụ tính giây độc lập với cả bộ kim chính. Phía trung tâm, khu vực xung quanh ba mặt số phụ đã được nhà sản xuất làm đặc biệt với họa tiết Guilloche tỉ mỉ, tránh gây cảm giác nhàm chán. Hoàn thiện cho mặt số đen này là bộ kim tông màu bạc cùng kiểu dáng mảnh ở phần cuối và phần đầu hình mũi giáo, chỉ thẳng đến 12 cọc số La Mã làm vị trí báo giờ. Riêng kim dây chronograph làm đơn giản hết sức có thể, dáng gậy mảnh mai với phần đuôi là hình mặt trăng lưỡi liềm kéo dài đến các vạch số Ả Rập tính giây ở vị trí ngoài vỉa của mặt số. Nằm tại góc 1:30 sẽ là ô cửa sổ báo ngày với nền màu trắng nên sẽ dễ nhìn hơn trên nền đen của mặt số chiếc Parmigiani này. Toàn bộ hoạt động để chỉnh giờ cũng như là phút của chiếc Parmigiani sẽ được thực hiện thông qua núm chỉnh giờ tại vị trí 3 giờ và tôi sẽ thử thao tác các nút bấm cũng như núm chỉnh giờ của chiếc Parmigiani này. Để điều chỉnh giờ chúng ta sẽ kéo nhẹ một nốc mà thôi và tôi sẽ bắt đầu điều chỉnh giờ. Có vẻ bộ máy Z400 không được trang bị tính năng hacking second cho nên kim dây vẫn cứ hoạt động khi chúng ta rút cũng như điều chỉnh đúng chỉnh giờ. Chiếc Parmigiani này cũng được trang bị tính năng nhảy ngày tự động. Cho nên quá 12 giờ nó cũng sẽ tự động nhảy. Tiếp theo tính năng thứ hai có trong tên gọi của chiếc đồng hồ này là Date, là chúng ta sẽ điều chỉnh ô cửa sổ báo ngày. Chúng ta sẽ rút ra một nấc nữa, bạn lên trên và ô cửa sổ sẽ thay đổi. Đó là việc điều chỉnh giờ phút cũng như là ngày của chiếc Parmigiani này. Còn về tính năng chronograph cũng giống như rất là nhiều chiếc đồng hồ sở hữu tính năng chronograph khác thì nút bấm 2 giờ sẽ để kích hoạt tính năng chronograph và tạm dừng lại cũng ở nút 2 giờ. Còn nút bấm 4 giờ
sẽ làm bị tác dụng là khiến kim dây chronograph trở về vị trí ban đầu. Thì đó là những thao tác được thực hiện ở các nút bấm cũng như là núm chỉ giờ bên cạnh bên phải này. Và có lẽ niềm nổi bật nhất của chiếc Parmigiani này bên cạnh với mã số sẽ là bộ máy chạy bền bỉ ở phía sau, và chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Lật mặt sau, ta sẽ chiêm ngưỡng được bộ máy đang chạy hết sức bền bỉ nhờ lớp kính sapphire trong suốt. Điều rõ ràng dễ thấy nhất sẽ là ký hiệu Z400 được khắc trên thân của bộ máy. Z400 đại diện cho bộ máy Zenith 400, bộ máy chronograph hiện đang được đánh giá rất cao hiện nay. Bộ máy Z400 ra đời vào năm 1985 và bắt đầu được sử dụng vào từ năm 1986. Đây được xem là bộ máy gần giống nhất với bộ máy huyền thoại Amprimero đến từ nhà sản xuất Zenith được giới thiệu vào năm 1969. Chúng ta có thể điểm qua vài đặc điểm nổi bật khiến cho Amprimero trở thành một hiện tượng trong giới bộ máy chronograph đồng hồ bây giờ. Thực tế, cùng năm 1969, có 3 bộ máy chronograph được giới thiệu đến từ các thương hiệu như là Seiko, nhóm Chromatic gồm các thương hiệu như là Dubois, Breitling, Busen và Heuer, và bộ máy thứ 3 là Zenith. Nhưng đến nay sẽ chỉ còn duy nhất bộ máy Amprimero còn được sử dụng mà thôi. Khi mới xuất hiện, bộ máy Amprimero được xem là thành tựu của Zenith cho đến cả đến thời điểm này, khi đem đến một chiếc đồng hồ có tần số hoạt động là 5 Hz, tương đương với 36.000 nhịp một giờ so với tần số tiêu chuẩn hiện nay là 4 Hz. Thời điểm đó thì tần số tiêu chuẩn của những chiếc đồng hồ là 2,5 Hz mà thôi. Cũng được công nhận vào thời điểm đó, Amprimero là bộ máy chronograph tự động đầu tiên đạt được tần số 5 Hz và kèm theo một tính năng báo ngày tại vị trí 4:30. Hệ thống chronograph được sử dụng trong bộ máy Amprimero là bộ máy chronograph với cơ chế bánh xe cột, cho nên nhìn nó sẽ trông đẹp mắt. Với nút bấm chronograph sẽ dễ dàng hơn với hệ thống đĩa cam hay được sử dụng. Tuy nhiên thì bộ máy Amprimero lại không được sản xuất cho đến năm 1986 do chính sách của công ty mẹ sở hữu, nhà sản xuất Zenith, chỉ tập trung vào đồng hồ Thạch Anh, nên đến năm 1986 bộ máy này mới được làm lại và đổi thành một cái tên mới là Z400 và đang được sử dụng trong chiếc Parmigiani hiện nay. Với những tính năng hết sức vượt trội thì rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng đã mua lại Z400 để đổi mới lại. Có thể kể đến những cái tên như là nhà sản xuất Rolex sử dụng cho chiếc Daytona nổi tiếng một thời, hay là nhà sản xuất Daniel Roth và cả nhà sản xuất Parmigiani và tôi đang nhắc đến ngày hôm nay nữa. Nằm trong chiếc Parmigiani Chronograph Day ngày hôm nay, bộ máy Z400 có một vài đặc điểm riêng chỉ thuộc về nhà sản xuất Parmigiani mà thôi, như là rotor bằng vàng với các vân hình sóng riêng của Parmigiani ở trên, hay là ô cửa sổ trong chiếc Parmigiani này đã được chuyển về vị trí 1:30 thay vì vị trí 4:30 của bộ máy Amprimero nguyên mẫu. Thực tế có một vấn đề được đặt ra về việc vận hành của bộ máy Z400. Có thể tần số cao sẽ cho tính chính xác tốt hơn, nhưng có một vài đánh giá được đặt ra là bộ máy Benjos 7750 hoạt động ở tần số 4 Hz lại cho thấy việc vận hành tính năng chronograph hiệu quả hơn. Trên đây là bài review về chiếc Parmigiani Fluoro Toric Chronograph Date của Gia Bảo Luxury. Nếu như còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể comment tại đây hoặc là vào website giabaoluxury.com để biết thêm nhiều thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.